Shopee 3.7 đây. Đấy, thế là mình sẽ hướng dẫn anh em cách là mà cái cuốn nữa cần sao cho mình đi câu tay mình không bị trơn, mồ hôi nó ra tay này. Cầm một cần nó sẽ không bị trơn mà nó sẽ giữ sạch được cái cá cần này cho anh em nhé. Đấy, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách cuốn. Đây, cần mình đã chuẩn bị đây, cần 36 anh nhé, cần 36. Đây, chọn màu hồng đi cho nó nữ tính. Thế thì bên trong nó có một cuộn, đây chắc là cái màng quấn đây, có cái này cái dính, là cái dính cuối cùng khi mà mở cuốn xong rồi dính vào cho nó khỏi được tuột. Bây giờ mình hướng dẫn anh em nhé. Đây này chắc được rưỡi mà. Thì ở đầu dây nó có một cái dính, nó dính hai mặt này, một là bóc cái bông dính hai mặt này ra nhé. Nhìn, bóc bông dính hai mặt này ra này, nhìn chưa? Có rất nhiều cách cuốn mình học ở trên mạng ấy. Đây thì này, có anh em cuốn theo kiểu này, cuốn theo kiểu ngang như này, người ý đâu, đây cuốn ngang này, nhưng cuốn ngang này rất là dễ tuột. Thật sự là theo mình nghĩ là cũng là rất là dễ cột. Nên mình học với anh em một số cách trên mạng là con chéo. Con chéo như nào? Cần một cái kẹp lách này nhé. Kẹp lách này để tí nó dễ xoay. Một kẹp lách ở đây. Cái này một cái con chéo này. Con chéo này. Một cái con chéo này được. Một con chéo này. Đó, nhìn chưa? Một con chéo đây nhá. Xong rồi đi này. Mình rõ rồi, mình đi lên xong một người bẻ bắt đầu cua ngang nó ra, đúng chưa? Nó đang chéo này đúng không? Không chéo này, rồi cua ngang ra đây. Đúng. Tay biết là chặt. Đó, mọi người đúng chưa? Tay biết là chặt. Khi miết mọi người đi cái gờ lên, không cái gờ lên, cái gờ nhô lên này thì cái mép của cái thằng đi trước nó sẽ chạm ngay vào đúng cái gờ này, thì tí mọi người sờ đi nó sẽ là mịn này. Đấy. Mở tay. Đấy quá. Cái một cái tài viên ngõ này mọi người không phải giữ ở đây này. Biết cắn nó xuống, mỏi tay lắm.
cuốn đến đây chắc là đủ cầm rồi, nhưng mà thôi mình còn thừa cuốn hết luôn. Đây này mọi người, những con xuôi theo chiều của nó, nó trước chiều nào mới xưa chiều đấy, đảm bảo sao nó kéo nó chắc chắn luôn. Đây. Thành quả đấy mọi người.